Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tiếp đoàn Hội nghị sĩ hữu nghị của Hội đồng tỉnh Osaka do ông Wada Kenji, Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị của Hội đồng tỉnh Osaka làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cho biết Đà Nẵng là một trong những địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác với Nhật Bản. Thời gian đến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị hai địa phương tăng cường phối hợp để tổ chức các chương trình tham quan, học tập cho sinh viên, học sinh, các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị của Hội đồng tỉnh Osaka sẽ quan tâm quảng bá hình ảnh thành phố, tạo điều kiện hợp tác về nguồn lao động giữa hai địa phương trong nhiều lĩnh vực. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị của Hội đồng tỉnh Osaka, Wada Kenji vui mừng trước quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, phát triển tốt đẹp cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đà Nẵng cũng là thành phố có sự hợp tác rất chặt chẽ với tỉnh Osaka về lĩnh vực giáo dục. Ông Wada Kenji bày tỏ sự quan tâm đến việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hy vọng trong thời gian đến, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi nguồn nhân lực trên các lĩnh vực có thế mạnh của cả hai bên.